nói gì vậy không? Dạ. Mẹ ba nói gì vậy? Hả? Mẹ không? Mẹ có nói gì không? À, nói bà, bà nói cái vụ bán nhà à, lúc trước nó kêu ra về dưới sư phụ của thầy nó dưới trà Vinh á. Rồi tao đưa hình kêu bán nhà mà ổng kêu đưa hình với ngày sinh tháng đẻ cho ổng. Rồi cuối cùng ổng là có được gì đâu. Rồi tao phải bắt xe về dưới mấy chục ngàn cái triệu bạc của tao. Rồi tao lấy hình lại. Thôi ổng bị thùa tao chết rồi. Rồi tao mới vô trong chùa cái gì á, chùa Hoàng Pháp gì á, cầu nguyện cho bán nhà được. Nó có làm gì đâu. Chơi thiên nhiên mà mới đưa lên YouTube được. Này 2 triệu nha cả nhà.